Clip nhà đất.vn bán nhà nhanh, mua nhà như ý. Ngôi nhà được thiết kế với kiến trúc 3 tầng, xây dựng trên thửa đất có diện tích là 83m2, với chiều rộng là 4,5m, mặt tiền quay hướng đông nam. Nằm trên mặt đường chính rộng, vỉa hè nội bộ hai bên, khu dân cư sầm uất, giao thông thuận tiện, gần trường, chợ, phù hợp cho việc mở văn phòng hoặc kinh doanh buôn bán.